chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video của Pháp nha. Hôm nay em đi một chiếc xuồng. Chiếc xuồng này dài 9 mét, rộng thì 4 mét thôi. Nó cũng nhỏ à cả nhà. Xuồng chiếc bên kia thì em đã xin ở nhà cả nhà. Hôm nay em đi xuồng bên này nè. Xuồng bên này thì làm ăn riêng. Đây em quay một chút chiếc xuồng này cho quý cô chú anh chị mình cùng xem nha. Đây, xuồng thì cũng nhỏ thôi, chứ không có to đâu cả nhà. Hiện tại thì em đi 5 đồng. Chào bà con, anh em mới sáng đi làm. Đây là thuyền trưởng của em này. Anh em đi kiếm tiền gì mà giữ. Hiện tại thì em đi 5 đầu. À 6 đầu. Hiện tại em đi 6 đầu. Và em thì không biết nói gì hơn cả nhà. Giờ em xin ngưng nha. Hôm nay á, hôm nay em thấy bình minh này. Có bình minh lên khá là đẹp luôn. Rồi em xin ngưng nha. Đây là chú già, anh Khi, anh Phi, anh Phong nè. Anh Phong mấy video trước em có quay ảnh á. Em thì cũng gần tới chỗ rồi cả nhà. Anh em đang chuẩn bị rửa mặt nạ nè. Ở quê em thì hay gọi là rửa gương. Sợ mà nói với cô chú anh chị, em đi bên kia này em cảm thấy quay vlog á rất là ngại luôn. Hồi sáng thì em không biết nói cái gì luôn. Đây là chú già này, chú già có chào cả nhà. Chú già thì đối với Pháp thì gần nhà luôn. Pháp thì hay đi chung biển với chú già. Ghe này thì mấy năm ngoái Pháp có đi. Nên bây giờ Pháp có nhảy qua lại nè. Pháp đã đắp đất rồi. Bắt đầu đi săn bắt hải sản nha cả nhà. Mới nhảy xuống thì Pháp phát hiện một cái mánh ghẹ này. Đó, hai con mắt nó, biết cả nhà có nhìn thấy hay không à. Pháp thì ở dưới nước nhìn rất là rõ luôn. Không biết là ghẹ gì đây. Wow, một con ghẹ nhàng. Ghẹ nhàng thì là giống loài ghẹ được nha cả nhà. Mới bắt được một con ghẹ xong thì Pháp có thấy một cái mánh của con ốc tỏi này. Wow, quá đã luôn, một con hải sản đầu tiên của Pháp. Mới nhảy xuống thì những anh em á hay đua nhau chạy lắm luôn cả nhà. Đây Pháp có thấy một con sò mai sọc này. Wow, con mai này khá là to luôn. Mời cả nhà xem cây bông mắc cỡ nha. Cây bông này Pháp thấy có màu vàng vàng cũng khá là đẹp luôn. Còn đây là đường dấu tích của ốc này. Một là ốc đá, hai là ốc mỡ thôi. Wow, một con ốc đá. Đi ra ngoài một xíu thì Pháp thấy có một cái mánh của con ốc nổi này.
Bên đây một con nữa này cả nhà. Wow, quá đã luôn. Đây thêm một con nữa nè, nó cũng nằm sát bên luôn. Đây Pháp, hai cái lỗ Pháp mới vừa bắt xong nè. Đó một cái, bên kia một cái nữa đó. Ba con nằm sát bên nhau luôn. Ở chỗ này Pháp thấy có một con sò mai sọc nè. Wow, những con mai sọc khá là to luôn cả nhà. Đây là cái mánh của con ốc mở ma nè. Wow, khá là to luôn. Bác và chị tới này thì có gặp một con sứa nè. Quay cho cả nhà xem một chút nha. Cái này thì Pháp có ra đi này cả nhà. Đây là cái gò này. Hồi nãy Pháp nhảy xuống á thì không có phải là gò, cái đó là ở dưới gò. Bây giờ Pháp chạy lên trên gò này. Nói chung là chưa lên gò nha, mới vừa lên thôi. Cả nhà biết cả nhà có nhìn thấy hay không à? Tại vì ghe Pháp thả ốc tỏi á. Ốc tỏi thì chủ yếu nằm nó những cái gò thôi. Trên gò nha. Họ là giữ gò hay màu có ốc tỏi lắm luôn cả nhà. Hiện tại thì Pháp đang chạy lên cái gò này. Chỗ này thì Pháp thấy có một cái mánh ốc tỏi nữa nè. Ốc tỏi thì giá dao động hiện tại bây giờ 250.000 một ký luôn á cả nhà, rất là có giá luôn. Còn mong hôm nay được bội thu khấm khá nha. Còn đây là những con bà này cả nhà. Mấy video trước thì Pháp có cởi cho cả nhà xem á. Những con bà trắng như thế này á, nó chỉ đi bầy đàn thôi. Khi mà nó đi bầy đàn á, cả nhà nó đi khá là nhiều luôn, chứ không phải một hai ba con đâu. Ở chỗ này á, Pháp thấy á, bà đây nè cả nhà, nó nằm theo Pháp đổ thôi nha, có thể trên 1000 con á, nhiều lắm luôn, rất là xa luôn đó cả nhà. Giới thiệu quý cô chú anh chị và các bạn nha. Đây là chú già này, cũng là sư phụ của Pháp luôn.
cũng đã từng chỉ bày chỉ pháp cách bắt hải sản ở cả nhà. Một chập thì pháp phát hiện một cái mánh của con ốc tỏi nữa nè, bao quá đã luôn. Thấy chỗ này có cái lỗ của ốc tỏi bỏ đi nè. Ồ, nó nằm trên này một xíu nè. Sự mà nói quý cô chú anh chị, đây là cái gò mà em có nói chỉ chủ yếu là đi săn những con ốc tỏi này nè, tại vì ốc tỏi có giá trị nên đi săn rất là ham luôn. Em có quay được một chút này nè cho cả nhà mình xem. Ở quê em hay gọi là đồng lương, nó đồng lương nó sụp lên sụp xuống, sụp lên sụp xuống ở cả nhà. Ở dưới đại dương mà nó như thế này chỉ có trời tạo thôi chứ con người không tạo ra được nha. Em thấy rất là hay luôn. Ở chỗ này em thấy thêm một cái mánh của con ốc tỏi nữa nè. Đó. Wow, con này khá là to luôn. À, chắc em nghĩ cả nhà mình sẽ biết cái mánh này nè. Chỗ này pháp thấy có đường dấu ốc bò nè, một con ốc đá, ồ con nữa nè, hai con, ba con luôn, ồ quá đã. Ồ con này nhỏ thì pháp bỏ nha, những pháp lựa con hơi sủng sổn và bắt thôi. Pháp xin giới thiệu với cả nhà, đây là anh Khì này. Hình như pháp thấy anh Khì đang bắt một con ghẹ. À đúng luôn.
Đây, Pháp thấy một cái mánh ghẹ này. Một thêm một con ghẹ nhàn nữa. Pháp thấy một cái mánh này nè, chắc Pháp nghĩ cả nhà sẽ biết thôi. To tổ bố luôn. Thấy thêm một cái mánh của ốc tỏi nữa nè. Hồi nãy giờ Pháp bắt ốc tỏi cũng khá là nhiều luôn. Cầu mong hôm nay được bội thu khấm khá nha cả nhà. Chỗ này Pháp thấy hai con ốc bò luôn. Nó bò chậm 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 gì Pháp thấy khá là đẹp luôn nè. Đây, ở chỗ này Pháp thấy thêm một con nữa nè, với một con ốc đá, quá đã luôn. Còn đây là ốc mỡ thạch dừa này cả nhà, ốc mỡ này ăn sực sực đã lắm. Wow, thêm một con sò mai sọc. Em xin hỏi quý cô chú anh chị và các bạn một chút nha. Quý cô chú anh chị cho em hỏi mà em quay á, ở quay như thế này coi được hay là quay kiểu kia coi được hơn, kiểu đằng đầu em quay á cả nhà, có gì comment cho em biết nha. Em bắt được một quả ốc giác này. Quá đã luôn, ốc dâu, quê em hay gọi là ốc dâu á cả nhà. Pháp thấy có một con sò mai sọc nữa nè. Em bóc thêm được một con ốc giác nữa nè. Hai con rồi. Quá đã luôn. Chỗ này em thấy một con ốc tỏi đang bò nè.
thật sự mà nói Pháp rất là tiếc luôn đó cả nhà. Pháp có thấy được con cá đuối ngợi nè, nó khoảng 1 ký giữ đến 2 ký lô, nhưng Pháp không có chỉ để cho nó chạy, khá là tiếc luôn. Pháp có thấy một con sò mai sọc nữa nè. À, chỗ này Pháp thấy có mánh ốc tỏi nè. Thêm một con sò mai sọc nữa. Quá đã luôn. Wow, chỗ này có hai con ghẹ đang âu yếm với nhau nè. Wow, hai con ghẹ mặt trăng. Pháp ra sẽ bắt con ghẹ trống như này nha. Còn đây là bán này cả nhà. Cái bán đó, bán li ti li ti như những cái lông bóng nhỏ như thế này nè. Khi mà nó bởi ra nó còn lạnh hơn nữa nha. Những anh em rất là sợ cái này nè. Pháp xin giới thiệu với cả nhà, đây là một con ốc mượn hồn. Pháp thấy con ốc mượn hồn này nó mượn cái vỏ của con ốc giác á, nặng quá nó di chuyển không nổi luôn. Pháp mời cả nhà xem một chút nha. Chỗ này thêm một con sò mai sọc nữa nè. Đây, Pháp thấy một mánh ốc tỏi. Thật sự mà nói những cái mánh ốc tỏi ở cả nhà, có mánh nó nằm rất là khó thấy nha. Pháp thấy thêm một cái mánh của con ốc hương nữa nè. Với cả nhà, đây là con ma khiên này. Con ma khiên thì nó hay khiêng những quạt thở trên lưng nó luôn. Chắc Pháp nghĩ cả nhà mình sẽ biết cái mánh này này. Thank you.
Đây, Pháp có quay được một chút con nghệ nhàng đó cả nhà. Nó nhảy lên trên mặt này. Quay một xíu cho cả nhà xem. Tiếp tục là anh Khi này, cách di chuyển ở dưới nước á. Đây là con mèo nước này cả nhà. Ở quê Pháp hay gọi mèo nước, nó có nhiều giống loài lắm luôn. Con mèo nước này dài này, nó lạ lạ, quay lên cho cả nhà mình xem. Chạy rất là lâu luôn. Pháp thấy một cái bánh ốc tỏi, hai cái luôn, hai cái nằm sát bên luôn cả nhà. Đây Pháp bóc là một con, hai con. Quá đã luôn. Một con to với một con sổ. Bên đây thêm một con nữa nè, ba con luôn. Wow, quá đã. Ốc tỏi mà nằm ba bốn con cứ cớ như gì đó cả nhà. Lấy rất là ham luôn. Thật sự mà nói với cả nhà, lần đầu tiên Pháp thấy dông diêu màu đỏ này. Ở quê Pháp thì màu vàng, màu đen, chứ Pháp không có thấy màu đỏ đâu. Đầu tiên luôn, Pháp quay lên cho cả nhà xem dông diêu màu đỏ này. Màu đỏ Pháp thấy khá là đẹp luôn. Chỗ này Pháp thấy có một cái bánh ghẹ này, không biết là ghẹ gì đây. Thêm một con ghẹ nhàng nữa. Pháp thấy cái bánh là của con ốc giác này đó cả nhà. Tính ra Pháp bóc được ba con ốc giác luôn. Ốc giác thì ở quê Pháp hay gọi là ốc dâu, có nơi sẽ gọi là ốc sắt, ốc đá gì nữa cả nhà. Pháp có lượm được một cái vỏ của con xà cừ này. Pháp thấy nó như đầu đôi cánh đó cả nhà, nhìn khá là đẹp luôn. Rồi khúc này thì đã bỏ dây đá không rồi này cả nhà, và bắt đầu sẽ lên. Tại vì giờ này thì vừa chạy á, sẽ bỏ dây đá không và sẽ sửa soạn và lên. Ui, Pháp thấy một con mực nang. Pháp đã bắt được rồi. Pháp tưởng nó chạy chứ, khá là hên luôn. Thì em đang chuẩn bị chạy này cả nhà. Trời ơi, có gió nè. Cái này ở quê em hay gọi là cảo bằng cơm này, cơm gạo á cô chú anh chị. Còn đây là cảo bằng máy. Còn đây là cảo bằng cơm. Thì cũng đã chạy rồi.
em thì làm được bóng quyện như này nè cả nhà. Đây, chung là ghi em làm những con ốc lạc dạ này, ốc tỏi này, ốc dế này. Nói chung mỗi người được một xô như thế này nè. Mai thì những bao này là mai nè, sò mai á cả nhà. Còn đây là mai bóng nè. Mai bóng thì có lựa ra hết từng từng khúc hết luôn. Mỗi anh em thì được một xô như thế này nè cả nhà. Đây, những con ốc tỏi á, mai. Nói chung là như này em đón cũng kiếm người cả triệu á cả nhà. Kiếm người được cả triệu á, chứ không phải ít đâu. Mà thôi thì em cũng sẽ xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn cả nhà vào ngày mai. Hiện tại bây giờ đang nhổ neo lên nè. Đây phân loại da này cả nhà, phân loại da ốc mỡ, da ốc mỡ, ốc đá, da ốc đá luôn nha.